Dạ, chào mừng quý cô chú anh chị em đã quay lại xem kênh YouTube Nhà Đất Vũ Nguyễn. Thì hôm nay xin giới thiệu với quý cô chú anh chị em mình một căn nhà ở đường Trần Quang Diệu, cách đường 40m khoảng 50m. Thì căn nhà này là pháp lý là thổ cư, diện tích bề ngang là 5 x 13, thì có sổ hồng thổ cư ha. Thì đây là trong căn nhà của mình, đây là phòng khách. Thì phòng căn nhà của mình là gì? Là một phòng khách, một phòng ngủ ở tầng dưới, còn trên gác thì gác lửng thì một phòng ngủ và một phòng chờ, có thể làm được thêm một phòng ngủ nữa. Thì đây là trong gian phòng khách của mình ha. Thì nhà này là sơn sửa lại mới hoàn toàn hết, trang trí lại mới hết cho quý cô chú chị mình rồi ha. Vô là ở liền ngon, ok. Thì cái này thuộc của hẻm Trần Quang Diệu, thì có số nhà đầy đủ ha. Thì để chút xíu ra đầu hẻm quay cái hẻm cho quý cô chú anh chị mình xem. Thì đây là một không gian nhà rất rộng. Đây. Ở phòng trước phòng khách mình là có khoảng 2 mét để đậu xe Honda. Thì con đường phía trước nhà mình là ô tô 7 chỗ về tới nhà được ha. Đây là không gian phía trước. Rồi chúng ta đi tham quan trong căn nhà xong thì sẽ đi ra phía đằng trước để cho quý cô chú anh chị mình xem. Thì khu vực này nhà cửa rất là đông đúc, gần chợ Trần Quang Diệu luôn. Thì đây ra chợ thì tầm có mấy chục mét là tới rồi. Đây là vô căn phòng ngủ phía trước của mình ha. Thì cửa này cửa gỗ cao cấp luôn. Thì phòng ngủ rất là rộng. Đây, phòng gian phòng ngủ của mình. Phòng ngủ ở tầng dưới ha. Thì chúng ta tiến vào phía sau và sẽ lên gác để gác lửng để coi phía trên luôn. Đây là không gian bếp của mình. Và có tủ âm tường. Ở dưới đây thì có một nhà vệ sinh đó, lavabo rửa tay đồ. Đây là cầu thang để lên lầu, rồi chúng ta cùng nhau lên lầu ha. Nhà vệ sinh của mình đây, để quay nhà vệ sinh chỗ anh chị mình xem luôn. Thì có giò sen tắm, có lavabo đầy đủ, thì dán gạch lên một mét sáu mét. Rồi chúng ta mời quý cô chú anh chị em lên lầu ha. Đi lên lầu trên gác lửng trên đây, mình tham quan trên đây luôn. Trên đây thì vừa lên cầu thang thì một không gian. Đây, không gian này là mình làm một phòng ngủ cũng là rất là rộng. Này là đang thả trống làm phòng chờ ha, trên lầu. Trên trần mình thì đóng là phòng hết ha. Người phía lên cầu thang phía tay phải là một phòng ngủ nha quý cô chú anh chị em. Đây là phòng ngủ trên lầu. Thì căn nhà này đang rao bán với giá là 2 tỷ 190 triệu. Có thương lượng. Đây trong căn phòng trên lầu. Rồi để đi ra phía trước quay cho phía trước nhà cho quý cô chú anh chị mình xem á. Đây không gian đi cho xuống. Thì đây cách đường 40m, tầm khoảng 50m là tới đường 40m. Thì ra trên đường chợ Trần Quang Diệu thì tầm khoảng cao lắm là 300m. Chúng ta tới chợ Trần Quang Diệu An Thới. Thì đường Trần Quang Diệu đó. Rồi ra trước quay con đường cho quý cô chú anh chị mình xem số nhà rồi luôn ha. Đây dân cư rất là đông đúc, ở kích thích nhà chẳng luôn ha. Đường này hẻm thông nha, hẻm thông vô trong đó, nhà cửa rất là thích luôn. Ở đây sát ngoài đầu hẻm luôn nè. Thì từ đầu hẻm vô đây khoảng 30 mét là tới à.
số nhà của mình là đây, số nhà luôn ha, Trần Quận Diệu. Số nhà là 401 trên 8 Trần Quang Diệu luôn. Nhà cửa thì khích khích. Đây, phía ngoài căn nhà của mình. Rồi quý cô chú anh chị em nào có quan tâm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396400040 để mình đi xem nhà. Còn mua bán thì chúng ta cùng thương lượng chính chủ ha, thương lượng với chủ, em chỉ là dắt cho xem tham khảo thôi. Thì căn nhà mình phía trước là dán gạch men ha, tiền phía trước dán gạch men, cửa bốn cánh, có hàng rào phía trước căn nhà. Đây để ra quay cái trước cho quý anh chị mình xem, đây là cái bảng đầu cổng nè. Đấy, cái bảng đầu cổng đó. Đó đây, đây ra đó dầm mấy chục mét tới à. Rồi xin cảm ơn rất nhiều, xin kết thúc video. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều. Rất mong quý cô chú anh chị em mình xem kênh YouTube thì dưới phần video nó có nút đỏ đỏ để đăng ký kênh. Nếu quý cô chú anh chị nào quan tâm thì vui lòng bấm vô đó để có những sản phẩm mới sẽ gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo liền. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.